Chị cười nhìn chị dễ thương quá. Sao không cười? Nếu người ta khen mình đẹp mình cười là cái chuyện đó bình thường. Người ta chê mình lùn mình cười mới đúng. Bây giờ chị ơi, bây giờ chị nói nhé, lùn lùn bao phụ cung cuốn nữa. Cho nên mình phải tạo cái điểm nhấn của mình, không? Hàng Việt Nam chất lượng cao. Lùng mà bao sân luôn, quét nhà, rửa chén, nấu cơm, nấu cháo, hầu cha mẹ, gánh nước, bữa củi. Trời ơi, lúc cưới vợ cưới dâu phát biểu luôn chứ bộ. Kính thưa hai viên hai họ đàng hoàng, Lùng mà phụ tôn cứu nhớ. Nó ca mà toàn cứ hư áo không mà, sai đóng cửa nha. Cho nên mình á, em có nói một câu này nè, người ta có thể đạp mình bất cứ hoàn cảnh nào, người ta có thể phụ bạc mình, người ta có thể chỉ trích mình, người ta có thể vu khống mình, người ta có thể tổn thương mình, đó là quyền của người ta. Nhưng hạnh phúc đó là quyền của mình, hiểu không? Buồn hay không là quyền của mình. Cho nên trên cuộc đời của mình á, mỗi con người chúng ta tự lái cái chiếc thuyền của mình, gọi là giác ngộ, đi đến cái bến gọi là bến bình an. Niềm an vui vẫn luôn có thật, tu chớ nên cái gì cũng lập đập. Nhào vô ăn rồi mình đi tiếp, đến chùa này 5 phút rồi đi nữa, đến chùa kia 5 phút rồi đi nữa, đến chùa kia lại phải đi nữa, đi dữ vậy là chạy vặt. Ta nói mùa hè năm 1972 đó, mà giặt cành nông đó, nó bắn ở sau lưng, phăng, chạy suốt quần là có thật. Suốt cái quần không dám kéo lên luôn, cúi xuống kéo cái quần nó quấn cái đoạn chết sao. Trời ơi, ta nói bà kia đang đi bên có cái ao rồi nè, có cái miếng gì đang ngồi đó, lập cao chạy lại lượm cái quần chết, cho nên chạy bỏ quần luôn, chạy bỏ quần luôn. Miễn sao mà chạy để gọi là chạy thục mạng á, gọi là chạy bỏ của, chạy lấy ngân, mạng sống còn là được rồi. Khổ không? Khổ quá, gánh cái gánh, còn gánh đứa con chạy giật tôi, giật tôi chạy không chết. Bây giờ em thấy mấy chị đi chùa cũng mệt hơn đúng không? Ở kia bà nói vô chùa 5 phút rồi ra nha. Ra vài xe bà ngồi bà cặp bắp, bà cặp bắp. Bà chữ mấy bà già đi vô tổng làm gì đâu như vậy. Để tôi mở tôi chờ nãy giờ. Mình vô lạy Phật được, thấy không? Vô Phật cứu con được, cứ vuốt vuốt ra đồng, Phật vuốt vuốt đồng mình được. Đang khẩn giái bảo vệ bà reo, kêu đi lè đến chùa khác cho nhanh. Trời ơi, hôm đó xui gặp cái tượng Phật dơ ôm luôn. Ông thầy đó, bệnh ông có lâu tượng Phật. Dạ. Cái tượng Quan Âm mà mấy cô cứ treo áo lên á. Mấy con thằng lằn nó chui vô nó núp. Dạ. Rồi xong nó dĩa luôn cục. Trời mưa nó núp vô cái căn này của Phật đó, nó núp đây. Dạ. Cái nó làm một vòng nước ở đây. Xong mình lên nói trời ơi Phật gì mà linh dữ thần, con vô con vừa cầu niệm Phật chảy nước mắt vì con luôn. Giờ hôm nay nó chơi Phật này ở đây cho trời ơi Phật này cho thoát chứ à. Quơ trúng cái cục cứ thằng ngoài nó. Quơ xuống là chết lên đầu mình vậy nè. Trời ơi Phật này vô đường này đúng thúi. Mô Phật á, Phật nào thúi. Không có thúi. Nha. Nha, cho nên mình đi chùa là mình phải an yên tự tại. Dạ. Thảnh thơi. Dạ. Nhẹ nhàng. Đi một ngôi hai ngôi cũng được nữa. Dạ, dạ. Nhưng mà đi nhẹ nhàng vui vẻ. Dạ. À, khỏe khoắn trở lại bình thường. Ngày con tất bật đi làm rồi, đêm con tất bật đi ngủ rồi, sáng đi chùa cũng lật đật luôn à. Ta nói lẹ lên sách luôn, lẹ lên rách luôn cái kinh. Bưng cái đèn lên chạy lẹ lên gấp tép lẹ luôn cái đèn. Lẹ lên mang lộn dép của người ta. Dép con mà thì cũng thích à. Mà sổ của đối hồng của người ta mới tuần mới mua luôn. Bà kia bên đường theo, trời ơi dép của tôi, trời ơi trả lại dép cho tôi. Giúp mình giúp của bà, giúp của tôi nè. Không, giúp bà là giúp này nè. Giúp bà giúp cũ, giúp bà gắt đây. Giúp lúc mới rồi. Trời ơi, 500 ngàn của tôi á. Hai bà cãi lộn dịch giúp. Lập nập mà kia hối quá, cởi áo càng treo lên nhà vệ sinh. Bà vừa xe hối quá đi lẹ lên đến chỗ khác trễ rồi. Cũng thấy hối chờ kia. Dạ. Xong rồi vô xong, alo nói chuyện thôi đi ra quên cái áo dạ. Dạ, đúng rồi. Dạ, chạy lên xe xong, trời ơi, lòng dạ nát tan luôn. Trời ơi, chiều nay lòng tôi tan nát.
Vì mất chiếc áo dài hết 500k. Hút Phật từ đó sao mấy cái chùa thì em lại Phật với cái hồn, em bỏ lại cái chùa phía bên này. Sao vậy? Mất chiếc áo dài rồi chị Phật đó. Cũng tại vì lật đật á, được không? Đi chùa gì đó, hồi xưa mà nói là lật đật mà liền quân đồ chè vậy. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay cũng chú. Để chùa nhắm mắt cùng tinh chung, em thi đua dược chú. Chùa nhắm mắt cùng tinh, em thi đua dược chè. Trời ơi, phát lộc chê lộc, bên đây có một cái đu đủ, bên đây có một cái bơm, bên đây có một cái lê, rồi bên đây có một cái chuối. Xong mới lấy chuối, rồi cả đời con lấy chuối nhủ sao? Ai mà lấy chuối chuối nhủ bao giờ? Thôi con không lấy bơm, bơm nổ chết. Không, con cũng lấy chôm chôm, trời ơi chôm chôm, rồi con khổ như cái chôm chôm. Con lấy cầu vừa đủ xài à. À, lấy trái đu đủ để đủ. Cái xe máy cầu cho đủ, trời nó thôi về kia nè, còn cây đu đủ, có mấy trái dính bói rồi mấy cô ra rước đi, đâu, bà đu đi cái đủ lẫy luôn. Dành cái đu đủ, trời ơi, Phật ở đâu trong trái đu đủ, may mắn ở đâu trong trái đu đủ. Có nhiều người á, Tết mua sung về cầu vừa đủ sung túc, trời ơi, xong cũng vẫn nghèo. Sung túc là phải kiên trì làm ăn, gian nan của khó cũng đừng bỏ cũ. Dạ, dạ. Rồi làm 10 là ăn 7, ăn 3 thôi, cấp 4, cấp 5, trời quá quýnh số đề chú hết rồi. Nằm mơ thấy con trâu quýnh một câu ra con bò ngốc nó em con chó quýnh con chó tự nhiên nó ra con heo quýnh con heo nó ra con gà con dễ sợ. Trời ơi ta nói bả gái gì nè, Phật ơi Phật cho con trúng số đi, con mà trúng cái lô này con về cất chùa cho Phật ở. Ông Phật nói tao có ở đâu cất thì xây cất chứ thầy có ở đây đâu cất. À, nên ông chú tiểu đó, ông núp ở sau lưng ông Phật. Ông nghe cái bà đã ba giá, cho con có tiền để con về, con xây nhà. Ê, con có tiền rồi con lên con cúng cho Phật, để sửa mái chùa cho Phật ở, ông chú tiểu ơi. Cái bà nói, trời ơi, Phật linh quá nghe rồi. Cái chú tiểu thấy ông cười và chú tiểu cười. Khi bà khóc bà nói, trời ơi, Phật linh quá. Người tự quản hồn chú tiểu, chú chạy đi. Đụng cái cây đèn á, cây đèn lớn này rớt xuống, đụng bà chạy máu, bà còn bà xỉu. Bà nói chùa gì đâu mà tự nhiên phạt luôn. Phạt con lũng đầu luôn, phá cái đèn, bằng luôn trúng tay con. Lũng một lỗ bự chặt xuống đây. Ông thầy đó mới đem cái tụng Phật về chưa tráng cái đít chân của ông Phật nữa. Bà nhào tới bà xôn Phật té cái tùng tè bà gãy cái giò. Mô Phật bà nói chùa này xui lắm. Phật mà còn đè té gãy giò chân của bà. Trời ơi làm ơn làm phước đi. Chùa là nơi tôn nghiêm. Chùa là nơi để cho mình nghĩ nhớ về Phật mà mình sửa đổi cái tánh nết của mình á. Trời ơi cái tính quá trời đi. Cái tính gì đâu mà thiệt sự á, quá hung hăng. Chuyện nhỏ xé to, chuyện to xé bự, chuyện mấy luôn cả ngôi nhà. Tao nói chữ lộn từ sáng đến chiều mà ăn cơm là ăn cơm chay vậy nè. Ăn cơm chay á. Dạ. Nhất định là ăn cơm chay á, chén này hỏi có sạch không? Rửa được về phải chén riêng, đủ riêng đó. Trời ơi, cơm thì ăn chay mà cái lòng chịu mặn. Ngày rằm thì ăn, trời ơi, đồ ngủ với muối xả. Mà đi ngang qua hỏi gà nhiêu con. Bà kia mới nói ngày rằm hôm nay em bán rẻ cho chị á. Bình thường thăm rửa con em bán chị 140 hai con. Về mở con lạc để vô cấp biết treo, mai lụt bắt. Bà hôm qua bà ăn con gà nguyên mình, bà ăn con gà bữa nay ăn chay, bà biểu ăn chén riêng đũa riêng đứa con dâu. Bà nó nói má hôm qua má ăn trời ơi nguyên con gà, trời má ăn chén riêng đũa riêng xong má không sắm luôn cái bụng riêng đi. Trời ơi má sắm bụng riêng mới ngon. Sắm luôn cái chén cái răng riêng mới ngon. Bây giờ cái chén má biểu sắm riêng đũa riêng rồi má ăn cái miệng đó cũng giống nhau thôi. Bà nói mày tu mày lanh quá, mày bẻ tao đưa tao vậy. Thở ra là nó rối quá trong đường tu quá. Dạ. Trẻ mày không già làm thà thà cũng dư. Này nói lại nói cho em nè, vui vẻ. Trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Làm thà thà cũng dư. Chết hết. Chết cả chú bác luôn. Ủa có ai chết mà thơm không? Thơm sao tao bỏ trà chứ? Thơm sao tao để mấy cái đèn ở dưới hồn chi vậy? Mấy cái đèn đó nó bớt cái chuột khí của mình chứ gì đâu. Há bà làm bùm bùm gì là cũng rớt chuột khí thôi nha. Nên thân thể của mình già nua, bệnh tật, con người của mình đánh vô cái son cái nó học.
tô vô cái phấn cho nó tươi, ươm cái tóc lên cho nó đẹp, mặc cái áo dài lông lanh lên cho nó sáng, lột ra cái thú quắc. Rồi đầu sọ cuối mà cài trăm giác ngọc, đẩy da hôi và màn trống lụa là. Đây là kệ thi của thiền sư Trần Thái Tông, cha của Trần Nhân Tông, một trong những thiền sư của Việt Nam thời nhà Trần, thịnh hành về Phật giáo lắm. Người có làm thi ca phú bệnh về cái điện đạo lý á, nó đầu mình nè, thật sự nó là cái sọ thôi, sau một lớp da là một cái sọ, mình thì gọi là cái đầu, chứ sau chết thì người ta gọi là cái sọ. Mà cái sọ thúi mà đi cài trăm giác ngọc, tại hồi xưa mấy tri tầng là cài trăm ngà, trăm ngọc, trăm vàng nè, giác ngọc lên, ngọc ngà cho báo lên, đẩy da hôi nguyên cái thân này bụng nguyên một cái túi mỡ, mập quá thì ta bắn xì mỡ đúng không, đựng nguyên một bịch máu. Ta nói đeo tượng, đeo chữ Phật đừng vô nhà vệ sinh nhé, vì vô nhà vệ sinh sẽ có tội. Đeo tượng Phật đừng vô nhà vệ sinh nhé, vì vô nhà vệ sinh niệm Phật sẽ có tội. Vậy sao để cái sao chuỗi trên cái bụng mình kế cái nhà vệ sinh nguyên thủy, sao không thấy có tội? Vậy cái nhà vệ sinh đằng kia có phải là từ nhà vệ sinh này đi ra không? Phải không? Trước khi mà nó vô đó thì nó ở đâu trước? Ở đây nè, trên đây là thức ăn ngon, xuống đây đến thành cái điều gì đó khó nói. Cho nên mình để cái hạt chuỗi lên đây thì mình để ở đây là đã kề gần cái nhà vệ sinh rồi. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng cái gì sạch. Thế mới nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị phố không trung có đọc không? Dạ. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát thanh tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết. Ngũ uẩn là thân thể mình nè, sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó nằm trong cơ thể mình nè. Giai không, tất cả đều là sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, không có gì hết á. Mình niệm được cái đó, mình quán được cái đó, mình đừng có chấp cái đó nữa, mình vui vẻ sống. Dù gian nan khổ có gì vui vui vẻ sống thì mình vượt qua được khổ ách. Nay con khổ quá, đi chùa thầy cầu cho con làm ăn phát tài đi, sao hết khổ được. Trên đời này mà đi chùa mà cầu an cầu nguyện mà nó thành tựu, lên cái dầu liền, lên cái túng liền á, hết bệnh hết đau á, thì trời ơi thế gian này không có người bị vè dò, không có người bị mù mắt, các cái bệnh viện nó đóng cửa luôn. Bây giờ đi vô chùa có thấy cái chùa em nó như cái chùa Bà Đanh chưa? Thấy chưa? Nhưng mà cái bệnh viện thì lúc nào cũng đông nghẹt người. Cho nên mình đến chùa để mình tỉnh thức thì được nha. Tỉnh thức đi, hai 50 tuổi rồi, hai 60 tuổi rồi, đừng nói những lời cay, nói những lời hay với đẹp thôi. Còn những lời mà châm chọc người ta, những lời mà chia rẽ người ta, những lời mà chỉ trích người ta, những lời nói mà khiến cho người ta đau khổ thì đừng nói nữa. Tại vì mình biết mình sắp đi rồi, mình sống đã hơn nửa đời người rồi, mặt trời nó sắp lặn rồi. Em thường nói đời người của em cho thời gian là một nén nhang, thì em bây giờ là cái phút 50 sắp tắt rồi. Nếu thời gian đời người của em là một ngày thì em chính là 4 giờ chiều rồi, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là nó lặn, thì mình đâu còn thời gian để hơn thua như chị. Giờ vậy rồi mà đi đứng chống nạnh chữ lộn người ta không có đây rồi chi. Thời gian đó để niệm Phật, thời gian đó để mình giữ tánh tình nết hạnh của mình để mình tu là tốt hơn. Người ta chửi rồi mình cũng đâu có lo đâu, đúng không? Người ta chửi rồi mình cũng đâu mất cái gì đâu, đúng không? Thật lòng mà cái người mà chửi mình, mắng mình á, là những người đó cũng đau khổ, không có vui sướng gì đâu. Nếu mình hiểu ra rồi á, cái mình á, trời đất ơi, tội nghiệp quá trời luôn. Rồi mình buông nhẹ, nha. Rồi đi nhẹ, về luôn chứ ở đây làm gì, em luôn về nổi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Dạ, chào thầy. Nhân khi ta dần dối nhau thì xin hít thở thật sâu vào lòng. Nhân khi ta thấy lòng đau thì xin hãy niệm một câu Di Đà. Đôi khi gần mà lại xa là ta chưa biết lỗi ta còn nhiều. Đôi khi xa mà lại yêu đó là chưa biết lỗi nhiều về nhau.
sầu rưng rưng buồn nhau ba tháng không chừng ngoảnh mặt lại nhìn đó là người mình thương thôi đừng buồn dần nữa đi để cho ánh mắt từ bi rạng ngời cuộc đời là muôn trò chơi nửa đêm tiếng mộng ủi ngùi thân ta một mai ta sẽ đi xa chia thân tử đại sẽ là cháy về nguồn lá vàng rơi rụng.